khởi nghiệp sáng tạo và bền vững ở khu vực y tế tư nhân là chủ đề hội thảo do các tổ chức Zealand Academy, BEPFA, USAID, BATS và Sở Y tế Đồng Nai vừa tổ chức. Trong những năm qua, với sự chung tay của các đối tác, công tác phòng chống HIV/AIDS tại Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Việc điều trị bằng ARV đã giúp nhiều người nhiễm HIV ổn định sức khỏe, tâm lý, có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Đặc biệt, Đồng Nai đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình dự phòng lây nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao với sự tham gia của khu vực y tế tư nhân. Chỉ trong năm 2023, Đồng Nai đã cung cấp dịch vụ PrEP cho 3.000 khách hàng. Tại hội thảo, bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho rằng công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài trách nhiệm của ngành y tế, rất cần sự chung tay của các đối tác, sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của khu vực tư nhân như các phòng khám, cộng đồng, các doanh nghiệp xã hội vì cộng đồng. Ứng dụng những đổi mới, sáng tạo để Đồng Nai kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.